cardano.vn dịch tóm tắt video số 845, sự kết hợp giữa Bitcoin và Cardano cơ hội mở ra kỷ nguyên mới. Sự hợp tác giữa Bitcoin và Cardano đánh dấu bước tiến lớn trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, DeFi. Đây là một cơ hội mang tính cách mạng, hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới về tính khả dụng và an toàn trong việc sử dụng tài sản số. Dưới đây là những điểm nhấn quan trọng. 1. Tăng cường tính bảo mật với bằng chứng Zero Knowledge, ZK. Trước đây, việc chuyển Bitcoin sang các blockchain khác đòi hỏi khóa tài sản trong các ví đa chữ ký hoặc qua trung gian, tiềm ẩn rủi ro bảo mật. Công nghệ ZKS đã khắc phục điều này bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh được kiểm toán chặt chẽ, loại bỏ trung gian và đảm bảo người dùng luôn kiểm soát tài sản của mình. 2. Hợp đồng thông minh an toàn. Các hợp đồng thông minh trong hệ thống mới chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là xác minh tính đúng đắn của ZKP. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro bị tấn công, khi phương thức duy nhất có thể gây tổn hại là một cuộc tấn công 51%, điều hiếm xảy ra. 3. Tương thích dễ dàng với mô hình UTXO. Việc triển khai ZKP dễ dàng hơn trên blockchain sử dụng mô hình UTXO như Cardano so với mô hình tài khoản Account Basset của Ethereum. Điều này mang lại sự linh hoạt và minh bạch hơn trong các giao dịch. 4. Tích hợp không rào cản giữa Bitcoin và Cardano. Người dùng Bitcoin có thể thực hiện giao dịch trên Cardano mà không cần chuyển đổi sang ADA để trả phí giao dịch. Hệ thống mới cho phép sử dụng Bitcoin để thanh toán phí trên Cardano, giúp tối ưu trải nghiệm người dùng và giữ tính liền mạch trong việc sử dụng tài sản số. 5. Mở rộng hệ sinh thái DeFi cho Bitcoin. Người dùng Bitcoin sẽ có cơ hội tham gia vào các dịch vụ DeFi trên các Cardano như cung cấp thanh khoản, farming lợi nhuận và cho vay, tạo ra lợi nhuận bền vững ngay cả trong thị trường giá xuống. Điều này giúp Bitcoin phát huy vai trò vượt xa một phương tiện lưu trữ giá trị đơn thuần. 6. Hợp tác hai chiều, công nghệ ZKS cũng cho phép người dùng các Cardano tiếp cận các dịch vụ trên mạng Bitcoin, chẳng hạn như khóa tài sản trên các Cardano để vay Bitcoin. Đây là bước tiến quan trọng để Bitcoin phát triển các dịch vụ DeFi cơ bản, thúc đẩy nhu cầu giao dịch khi số lượng Bitcoin khai thác đạt đến giới hạn 21 triệu. Kết luận, sự kết hợp giữa Bitcoin và Cardano không chỉ thúc đẩy tính tương tác giữa các blockchain, mà còn mở ra vô số cơ hội để tối ưu hóa và gia tăng giá trị tài sản số. Đây là chương mới trong lịch sử tiền mã hóa, hứa hẹn thay đổi cách chúng ta tương tác với các hệ sinh thái blockchain. Bài dịch tóm tắt video được thực hiện bởi Cardano.vn. Hãy nhấn like để chúng tôi biết bạn thích bản tin này. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ kênh của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.